Xin chào mọi người nha. Này, nồi lẩu riêu cua bắp bò, riêu ốc. Giới thiệu mọi người. Này, mở vô nồi ra. Trời ơi. Đậu này, trứng cút này, sườn sụn này. Đậy lại một nồi sôi đã mới. Đây là giò bê này. Giò bò này, nước chấm này, kia là thịt bê, bò bê, bò. À, đây là cái gì? Ốc mít à? Nha, ốc. Ốc này là ốc gì nữa nhỉ? Ốc gì? Mít. Ốc mít à? Hay ốc biêu vàng? Rồi ngao này. Đây là rổ rau nhé, rau ăn với cả lẩu ấy, có hoa chuối này, rồi cải, đây là cải thảo này, rồi rau muống này, rồi cải xanh, thêm một cái rổ rau nữa, cái tô rau mùi, rau xà lách, các loại rau thơm, để ăn với cả lẩu, không đầy đủ vào, không còn nước tẩu, nước chấm, đặc biệt là món nước chấm ốc này siêu ngon nhé. Thịt xì dầu, khi cho tí sa tế vào trong nồi đấy nhỉ, bỏ nhúng lẩu, nước, có bún, có bia, rồi có quẩy, quẩy giòn, nước ăn là hay quẩy, quẩy giòn, cháy luôn, tan luôn, chờ cái nồi lẩu nó sôi sôi lên rồi sẽ quay. Giới thiệu mời cả nhà ăn lẩu cùng với nhà em nha. Mọi người siêu ngon. Ngon không? Nhìn lên bếp bắt đầu mà thằng ngon lắm. Rồi, cái tô xà lách này, rau thơm, rau mùi. Đây có cả rau má. Rau má, ăn rau má phá đường tàu. Mua rồi, rau thơm, rau mùi. Ăn lẩu ốc thì thường phải có tía tô nhé. Nhiều tía tô, rất là ngon. Hai rổ rau. Chủ đạo là rau. Rau chuối, đây là hoa chuối. Hoa chuối, rau muống. Rau muống non hết, rồi là rau cải thảo này, cải xanh, mình thích ăn cải xanh. Cái này là để cho vào trong nồi lẩu, rất là ngon. Nói chung là đã ăn cái bún ốc ấy, hay là lẩu ốc, ấy, lẩu riêu, cua ấy, thì thường là có các cái rau này, rất là ngon luôn. Nhìn cái rau hấp dẫn. Cơ bản là thích ăn rau nên là mới ăn lẩu, tối ăn rau cho nó tiêu hóa tốt. Mở cái nồi lẩu ra xem nào, cho bếp to lên tí, cho nó sôi nó sục nó nhanh. Cứ bỏ cái vung này ra, cầm hai tay đi, đỡ vào nhỡ đâu nó nóng quá, đỡ hai tay nó rơi bây giờ con. Đấy, ôi mùi thơm quá, thơm ngào ngạt luôn. Rồi xem nha, trong này có đậu chiên này, rồi có trứng, trứng lộn. Đây trong này là có khoảng 30 quả trứng cút lộn, có sườn sụn, sườn non. Con để rác để hẳn cái bung ra ngoài, không cần bung nữa, nó sôi. Đây, có khoai nhé, có khoai lang. Mọi người ta lại cho khoai lang này, tía tô này, rồi là nấm, nấm kim châm, giò này, giò tai này. Rất là đầy đủ luôn. Chín đầu thì ăn rồi, bắt ra ăn rồi. Mình sẽ thả ốc vào, ốc với ngao. Đây, rồi ốc với ngao.
bốn người ăn như này hết nhè luôn. Ốc này là ốc mít. Ngao với ốc rồi là nhà hàng ta đánh rửa cực kỳ sạch sẽ rồi. Tí nó cho vào đây mà cho em thôi. Chúng ta có lấy hai cái môi đi, môi để vớt đồ đi. Môi với cả cái đĩa không. Đồi quá. Ngao với ốc cho vào để nó được luôn. Thật dẫn quá. Có cả chuối mọi người nhé. Có cả chuối, cả đậu. Ốc chuối đậu. Hôm nay chị Dương thèm quá. Rồi cà chua này. Đầy đủ. Rất là ngon. Một số lượng của tôi. Thì nó sẽ trần một ít thịt bò này. Để cho giò thêm nó. Nhưng mà chờ cho nó đỡ đi nè. Đầy quá. Đầy quá. Mời cả nhà chén chén thôi. Nè, để không ăn, vậy, rồi mẹ bố mẹ kia ăn để mời với con nè, đấy sườn sụn đấy, lắp sườn sụn đi. Đặc biệt nước chấm ốc này, nước chấm ốc này pha cực kỳ là ngon luôn. Có gừng, có sả, có ớt, có lá chanh, quất. Tuyệt vời. Tuyệt vời mà trời luôn. Rồi cả nhà nha, kém kém nha. Rồi 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 rồi. Giảm đổ xuống xíu, không quá. Xong phim tan hoang hết, còn mấy miếng giò để làm vỏ, một nồi đã hết, còn ít nước rồi. Dầu trứng ngao ốc rồi. Tóm lại là hết bay, hết bay, hết sạch cả rổ rau, hai rổ rau rồi. Thức chén mãnh liệt. Xong phim. Bốn người làm oanh tạc hết. Một cân vừa ngao của ốc. 30 quả cút. Nó có cả chuối này. Chuối này. Ít đây thôi. Chuối nhá. Đây là chuối xanh. Đây là khoai. Khoai lang. Khoai lang hay khoai tây nhỉ? Khoai lang. Chưa ăn miếng khoai nào, không biết luôn. Đây là các loại rau. Rau muống, rau như thế. Đã hết. Hết cả hai cái rau luôn. Tuyệt vời ngon. Đáng đồng tiền. Quá ngon. Đó, xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm ủng hộ kênh của em nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nha.